Nè chị mới đốt lâu nay nè mấy hàng ơi. Mấy hàng. Mấy hàng. Nãy chưa mới đốt lâu nay nè. Trên màn này hay gì nè. Em có bông nhạc nhạc tao còn cây tao chưa bắn xong. Em có bông nhạc. Tự chưa bữa tối bữa không bắn nè. Bữa có bắn đâu. Tự nhiên mua làm gì con nghĩ đúng không. Chứ không phải là chị phá. Mà không quá đúng không. Ê. Em lại nha. Em biết khi tin đó con gái bạn không được. Chị bạn mới mai hỏi Phúc Hoàng đâu đây, nãy chị không mới đốt. Để đốt bạn cậy lên livestream. Mình nói cho mấy bạn nghe nha. Tại vì duy nhất trong cái live mai chia sẻ của Hồ Xuân Hương thì mong mấy mày. Chia sẻ của Hồ Xuân Hương chưa? Đốt đèn cậy lên cho nó đồng đơn. Học quẹt hết ga rồi Hiền ơi. Kim Phúc đưa học quẹt khác đi nè, hết ga rồi, đâu đốt rồi. Đốt gì lấy để học quẹt khác gì chưa không đốt. Đốt để cho đồng khách. Đây nha. Chị ăn cái gì chưa? Chưa nha, bỏ hàng dễ vô đám cho em đi chị Linh ơi. Cứ mỗi sáng ngủ dậy á, trước khi mà muốn đông đơn hay muốn làm cái gì mình cứ, mấy bạn cứ việc đơn giản thôi là đốt cái cây đèn cậy lên cho Hương nha. Đốt cái bàn thờ ông địa hay là bàn thờ tổ nhà mình cũng được. Giái một cái gì đó là sẽ đông khách, đắt khách cực kỳ 100%, mình đảm bảo với mấy bạn nha. Nếu như mấy bạn đốt đèn cậy lên mà không đông khách là mình hoàn tiền lại luôn nha. Đèn cậy giá 500 ngàn đang chợ thỉnh là còn có 300 thôi. Đợi chút, từ từ. Tắt tiếng đi mày, bị gì vậy mày? Nghĩ sao tao like chiếu này một tiếng nữa vậy? Có hay gì? Học vẽ hả? Nóng chưa? Rồi. Đúng rồi. Con chim đang nghĩ gì đó. Mở cái đi chị chỉ cho. Mở cái chị chỉ cho. Mày chia sẻ qua chưa? Chia sẻ có ghi vô không mày? Có ghi là phải ghi là chia sẻ là vô nhận lọc từ cô Hương. Cái gỗ con voi này á là để đựng biêu mà đã xong rồi. Vô nhận lọc từ cô Hương. Cái thùng mà vuông á là để đựng của Sài Gòn Ship. Nha mấy Hiền. Sao cái này bự chiếm để chưa sàn ship. Nào. Rồi đó để Sài Gòn ship đi. Này view đóng rồi. View đóng rồi. Rồi giờ mày gọi cái kia. Cái kia là trời ơi trời, sao nó bự ở đây nhỏ. Giờ mày đi in giấy cho tao đi Hùng. Giấy gì? Thôi mày làm giấy dán đi khỏi in mày ơi. Làm giấy dán đỡ đi. Giấy dán đỡ là chữ view đóng rồi với chữ view chưa đóng hết. Đây nha, cứ mỗi lần live stream phải không mà muốn ông qua chị lên, chị lên đổ nó kìa, chị lên thấy có trong đó nó có cái muỗng không, muỗng màu trắng đó để mình cạy hột dẻ mình ăn á. Sao nó nguội vậy ta? Nóng nóng ông chị nó kêu là hâm trong nồi cơm á, chị hâm lên bếp rồi nó hết ngon. Nghe hát một bài nữa hả? Hộp dẻ phải qua với mày thì học gỗ hết rồi. Đây nha, cái lý do mà tại sao á mỗi lần chị live stream mấy bạn thấy rất là đắt hàng mà lúc nào cũng vậy, luôn đốt một cái đèn cày này, đốt vào lúc mà ngủ dậy mình đốt bắt đầu trong tâm mình khấn nha. Có chia sẻ chưa mày? Chia sẻ với Facebook luôn mày luôn đi. Cái đơn bữa tao thấy đơn mà 5 tháng 1 mà con đĩ chó nào lấy cũng có lấy chưa? Đĩ lộn nó bơm hàng hay gì á.
Có gì làm cho em hết xui không? Đình đình, em sinh năm bao nhiêu, ngày tháng năm sinh và tuổi của em cho chị biết họ tên luôn nha. Cái vấn đề đó nó rất là đơn giản, mà cái vấn đề nó cũng như là cái điều ước giản đơn vậy đó. Vì mỗi ngày ngủ dậy, những người bán hàng người ta cần cái gì? Cần đắt khách, cần đông khách. Và cái vấn đề mà để làm được là cái gì này phải để đèn cày xa nha mấy bạn. Khi mà live stream giống như Hương cầm cái đèn cày là để thu hút khách vô, mà đốt để gần vậy nè, còn nó cháy lông mũi, lông mặt gì đó đừng đổ thừa nha. Em có nhỏ bạn bị dông theo giờ có cách nào để gỡ không chị? Dông theo bên chị có gỡ là 33 triệu nha em ơi. Trần Nguyễn Nhi 9 tháng 2 năm 1992. 1992 năm nay mạng kim cung mạng. Cung mạng của mình nha, cuộc đời mình kỵ nhất là mạng mộc, cho nên em rất là xui, năm sau sẽ là một cái năm rất là hẹn của những 3 giờ coi Linh nhỏ nhỏ chút xíu. Đó, cho em xin con số đề em mua chiều chúng. Em ơi, phép số đề bên chị có nha, giá là 1 triệu nha. Phép trúng số đề bên chị là 1 triệu nha. Em ơi, em liên hệ để em mua nha. Thì còn chị nói luôn, những ai mà bán hàng mà bị chậm, bị trễ đây nè, phép số đề đây nè. Mỗi ngày mà khi đánh trúng số đề nè, mình có những cái phép bet mà người ta trúng đề rất là nhiều, nhưng mà mình chưa có post Facebook, chút xíu nữa mình sẽ post nha. Và đây là cái nến đó, các bạn thấy không? Cái live stream của mình ngày trước có 100 mấy người xem thôi. Từ khi mà mình xài cái nến này thì càng ngày càng đông. Nến này 500k đang chờ thỉnh, nó là còn có 300 phải không? 300, chỉ còn 300 thôi mà mình còn rất là ít nha. Cái vấn đề mấy bạn muốn biết không? Mỗi lần live stream làm sao mà đốt đốc khách, đắt khách chứ không phải đốc khách đồ mới nói lộn. Đó thì bạn chỉ cần đốt cái nến này lên, khách nó sẽ rất là đông. Nè mấy Hiền, để cái bạn nộm địa chị nè mấy Hiền. Đó, mình cứ để cái bạn nộm địa đốt lên rồi gian giái đồ là được nha. Còn cái vấn đề á là mọi người có biết không, làm sao để mà mỗi lần live stream, trời ơi khách nó vô ồn ồn ào ào, trời, ta nói nó nghiệp lắm. Hai cái ngày mà ngày 9 với ngày 10 á, mới đầu á là cái ngày sinh nhật của mình, trời đất ơi mình tưởng mình được vui vẻ lắm, mấy bạn có biết không, trời đất ơi, trời, con chó con đĩ mẹ mẹ An Lâm, mày biết con chó là ai không? Con chó là con gái mẹ mày đó, thằng mặt lồn, thằng cu hồn các đạn đồ, má mày sáng sớm vô là giúp tao tạo nghiệp rồi à. Chị ơi em xui quá, cần mua gì cho đỡ xui? Lê Thị Thì Trang ngày tháng năm sinh em ơi. Cùng cái gì mua quẹt mua đóng hết trời. Nè mở vô cái vỏ của Sài Gòn Ship đi. Sài Gòn Ship lấy vỏ không dòi đi. Ừ, còn hai cái vỏ bêu kia em để quá rồi. Nè đúng rồi, ở Sài Gòn Ship nè. Lửa đó, lửa là tiền đó. Những nhỏ nhỏ lại cho mẹ live stream nha. Tháng nó để ông phút rửa hết lần rồi. Đi đại qua đi, chị Linh cũng đại qua đi. Chị Linh, hồi nãy chị lấy trong kia nó có cái muỗng á, đúng không? Không có lắm. Cái gì mua quẹt nhiều không? Nhỏ là mén đĩ mà bơm hèn mình á. Cái mình cầm nguyên đám một quẹt nó nguyên đám mình xuống dưới đốt nhà nó cho dễ. Còn vòng nào chị? Vòng gì rồi? Vòng con dao còn không? Cái hàng vòng dao còn không? Hình như chị thấy nãy còn 4 cái lẻ mà, đúng chưa? Đưa đây cho chị, những đa năng còn 2 chiếc đưa đây luôn. Những đa năng đâu, những đa năng nhầm hút giận đâu. Là lấy luôn, có khách chưa? Bước lại đi, khỏi giờ gì luôn. Không thấy đâu, không thấy mặt đâu. Thấy đất không à. Chồng lộn đi cho vợ ăn đi. Chồng chửi giờ vậy hả? Em tính bắn em cây nữa, em nghe em chửi em cậu em nhìn xuống. Chứ mày mua chi mà em cho tôi chơi? Cái Hiền, những nay đang trong cái gỗ nãy nó hồn, đưa cho cái Hiền coi. Đưa chi với những hồ ly luôn cái Hiền ơi, những nay đang còn 2 chiếc trong cái hộp kia kìa. Cái gỗ đỏ nè. Chiếc nữa, 2 chiếc lận, còn 2 chiếc. Chứ đưa chị những hồ ly luôn. Những này nè nha, những đa năng nè, đang chờ thỉnh là còn có 500 thôi. Những hồ ly phải không? Còn mấy chiếc? Những hồ ly này còn. Những hồ ly này đẹp nè, bữa giờ bị cướp rồi. Chứ những đa năng hình như còn 2 chiếc đó mấy Hiền. Những đa năng kìa. Những đa năng còn 2 chiếc mà. Chiếc nhẫn này nha, giá là 1.7 triệu trong live stream ngày hôm nay, chờ thỉnh còn 500 nha. Và chỉ có 2 chiếc duy nhất thôi. Bạn nào lấy thì nhanh tay. Nè đó, những đa năng này giờ chị ra đơn là chị quăng qua cho công liền nha mấy Hiền. Còn lột một hơi nha. Để cho vợ ăn giờ.
ăn nến rồi. Trời ơi, kỳ vậy. Quá rồi. Em ơi, 1994 là em cần phải có thêm cho chị một cái bộ tứ tài lộc hoặc là một cái thẻ tài lộc để đỡ mạng em nha. Anh ơi, lột vàng quả mà. Người ta vô rồi, không? Bây giờ chị nói luôn nha. Duy nhất ngay tại cái livestream này, thôi nha mấy bạn. Ngay tại livestream khác là không có nha. Những đa năng này hôm bữa giờ rất là nhiều người hỏi. Hỏi là tại sao? Tại vì nó rất là hay. Khi mà mình xoay một cái, vòng con voi còn mấy hiện. Mày cướp hết rồi. Nhẫn này làm bằng mạ vàng nha. Chợ Thịnh nó còn 500 nha. Mấy bạn nhìn kỹ nè, trên cái nhẫn nó có 5 cánh quạt. Khi mình xoay là vận hạn nó sẽ đang xui sẽ thành hên nha. Còn khi mà mình đang bán ghế mình xoay là sẽ thành bán đắt nha. Và chỉ duy nhất có 2 chiếc thôi. Chợ Thịnh giá còn 500. Bạn nào lấy nhẫn đa năng comment nhanh giùm chị là nhẫn đa năng và số điện thoại nha. Phép 5 dòng hiện tại vì bên chị nó rất là nhiều. Nó hỗ trợ về công việc, hỗ trợ về quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ về làm ăn, hỗ trợ về tình cảm nhỏ nhỏ thôi, được ngay nói chuyện. Nhẫn này là gọi là nhẫn đa năng nha. Xoay một cái là đang xui sẽ thành hên. Xoay một cái là chuyện dữ sẽ quá lành. Xoay một cái là mọi vận hạn đều qua. Và đặc biệt chị chỉ có 2 chiếc duy nhất thôi. Còn sót là đúng 2 chiếc thôi. Bạn nào lấy nhẫn đa năng Chợ Thịnh từ 1,7 triệu giá còn 500 ngàn. Chợ Thịnh 2 chiếc này. Bạn nào lấy comment nhanh giùm chị là nhẫn đa năng và số điện thoại nha. Chỉ duy nhất 2 chiếc thôi. Nhân viên của chị đang coi nha. Em thấy chị luôn nha, chị Trần Giang. Bây giờ duy nhất 2 chiếc nhẫn này, hôm bữa này rất là nhiều người lấy nha. 500 bạn đang xem, tùy nguyện lấy nhẫn đa năng kìa. Ai thấy số điện thoại tích giùm chị liền. Để rồi đó. Like đi. Rồi nha, tùy nguyện một nhẫn đa năng rồi. Ok, tùy nguyện qua tour luôn nha, còn một chiếc nha. Có vòng nào? Là mấy chiếc? Của tùy nguyện hả? Rồi hết nha, 2 chiếc nha. Nè mày, con không lấy gì đâu lại cho Hương like. Tại vì nhiều người cần cái nhẫn này lắm. Nhẫn đa năng 11311. Con đỉ mẹ mày thằng mặt lồn tao xó này nha. Tố Yên kìa, Tố Yên kìa. Giờ thèm cái đống luôn. Phi sai. Mấy chiếc vậy? 2 chiếc à? Mai lấy hết rồi. Chị Thủy nè. Nói rồi chị Thủy ơi. Hết nhẫn rồi. Có 2 chiếc còn mấy máy rồi. Ngày nào cũng dành nữa. Còn bây giờ cái nhẫn này mới thật sự hot nè. Mấy bạn có thấy trên tay mình đeo chiếc nhẫn không? Nhẫn này gọi là nhẫn hồ ly. Tay nào cũng đeo dừa hết. Ở đáng còn vòng voi em đưa chị đi. Thiện em. Vòng voi hay gì còn đưa chị. Vòng voi 2 chiếc. Nãy em có đưa chị cái nào không? Đưa mày 2 cái, mày có khách chưa? Vậy là còn 2 cái đó. Đúng mày. 2 cái rồi. Ơ vậy hết là còn có 1 cái mà. Với cái quà nó có biêu dòng ra năng. Ơ dòng tình tiền. Đây nha. Dòng con voi này còn sót đúng 1 chiếc. Chợ Thỉnh là nhiêu vậy? Bé Hoa ơi, này chợ Thỉnh nhiêu vậy? Gần gì quên rồi. 500 nha, dòng con voi nè. Bữa bạn nào chưa đặt được nè. Dòng con voi chợ Thỉnh là còn 500. Và có 1 chiếc duy nhất thôi nha. Một ủa là 1 cái duy nhất thôi. Trên lầu có 2 cái nhưng mà chị lấy 1 cái rồi. Bây giờ cái dòng con voi này, ai lấy dòng 3 voi nè, để giùm chị dòng 3 voi và số điện thoại đi. Rồi chị sẽ nói về công dụng của những hồ ly chị đang đeo. Dòng 3 voi và số điện thoại. Bạn nào lấy dòng 3 voi để số điện thoại giùm chị nha. Dòng 3 voi từ 1,7 triệu. Chợ Thỉnh là còn có 500 ngàn thôi. Chợ Thỉnh là còn 500. Nhẫn hồ ly rồi, ok, giả quỳ. Nhẫn hồ ly chỉ có 10 mấy chiếc thì không có nhiều. Thật sự nói thiệt là không có nhiều. Nếu mà có nhiều chết lại. Nói chưa mấy bạn thấy không? Mình nói thì mấy bạn không tin. Con lấy nha, Nguyễn Thị Thu Hiếu, để lên số điện thoại nha. Dòng con voi rồi, Dân Phạm chốt. Con voi Dân Phạm thì có ai chốt giùm chị Hương không? Nè qua. Qua. Chụp nè em. Dòng voi đó. Bây giờ mình nói luôn nha, rồi hết dòng con voi rồi, mấy bạn thấy không? Cái bí quyết là tại sao, mấy bạn thấy không? Hương á, thật sự nha, là một cái người cũng không có đẹp, cũng không có giỏi, cũng không có cái quần què gì. Nói chung là Hương không có cái quần què gì ngoài điều kiện với lại mất dạy hết.
Nói chung là mình không có một cái gì hết. Mà tại sao chồng mình vẫn yêu thương mình đó, các bạn thấy không nè, đó trên tay là bằng chứng nè. Đó, mình ngồi mình live stream phải không, là hắn ngồi kế bên hắn lột hột dẻ cho ăn nha. Hắn lột từng cái hột dẻ cho ăn nha. Mà cái tại sao mà hắn lột hột dẻ cho mình ăn, tại vì các bạn biết sao không, hắn mê mình đắm đuối. Ngày xưa đó là hắn cũng là một cái người ăn chơi lắm nha, trời ơi gái gú đầy luôn. Rồi cái từ khi mà mình đeo cái chiếc nhẫn hồ ly này nè mấy bạn, giá của nó là 700-900 ngàn, mà chị đang chợ thỉnh còn có hả 500 ngàn thôi. Mà mấy bạn biết không, cái nhẫn hồ ly này nè, nó phi sai là khi tay bồi của mình kéo ra nè, tại vì cái đuôi nó được chạm khắc rất là tinh xảo nè, các bạn thấy không. Còn khi tay nhỏ bạn để bạn bóp vô nè, đó các bạn thấy không, cái tay Hương là Hương bóp vô nè. Và cái nhẫn này 900 ngàn, đang chợ thỉnh còn có 500. Và đặc biệt dòng con voi hết rồi em để nguyên cái con voi lên, chị cũng đéo có còn cái dòng nào hết. Thực sự bây giờ nhẫn hồ ly nó cũng cạn kiệt rồi, nó còn đúng 17-18 chiếc gì, mười mấy chiếc hả Hùng? Nói bạn thấy không, nhẫn hồ ly rồi chị thấy nè, để sao á mà chồng chị yêu thương chị. Anh à, em muốn dừa nói là anh không nói dừa cho em ơi. Anh nè, nhẫn hồ ly hay lắm anh. À, em uống liền, em muốn dừa đi đây nè, cứ đợi đi. Đó, em thấy không? Chỉ cần nói muốn uống dừa là trời ơi, đeo chiếc nhẫn hồ ly vô muốn cái quần què gì cũng được. Ví dụ mà ban ngày đem đi ngoài đường mà ngoài chợ nó anh ơi em muốn chỉnh là nó đè ra nó hãm giữa chợ. Đó, cho nên nha, cái nhẫn hồ ly này nó rất là vi diệu. Giá của nó nha bạn 900 ngàn mà chợ thỉnh còn có 500. Hùng, cho chị Hương cái hộp nào có nhẫn hồ ly vô Hùng. Hiểu không? Cho cái hộp mà có nhẫn cho nó coi. Tại chị bị giỏi, chị giỏi không què gì đâu, muốn gì cũng được á. Bé Hoa ơi, khỏi kêu bé Hoa, khỏi kêu lấy nhẫn hồ ly, tại vì trên đây nó có mười mấy chiếc hết rồi nè, người ta đặt hết rồi. Có toner phạm hả? Ừ, có mười mấy chiếc rồi, biết rồi nè. Bảo đảm với mấy bạn nha, thỉnh cái này về chồng nó mê nó đè nó chịch tối ngày luôn, mình bảm bảo mấy bạn luôn. Nó lấy dừa lên cho mình lên tới rồi kìa bạn, nó thương lắm. Từ khi mà đeo nhẫn cho bây giờ mê mệt luôn. 900. Đó các bạn nghe nhân viên của mình không? Hết nhẫn rồi nha chị. Đó nè, thấy không, thương lắm đó. Bây giờ nó nè, bằng chứng là đem thêm hột dẻ lên lột cho ăn nè. Mà cái này hấp chưa? Hấp đâu là ngắt thôi, chồng phải bỏ vô trong nồi cơm á. Này đi xuống bỏ nồi cơm đi. Lạnh. Đó các bạn, mê mệt lắm nhẫn luôn. Hồ Hiếu Trọng tao nói mày nghe nè, chỉ có thằng cha con đĩ mẹ mày nó ngu lồn á là nó mới hả? Đeo cái nhẫn lồn lên cái mặt. Còn tao nói mày nghe nha, thí dụ như nha, cái lồn mày đen quá mày ra tiệm mày mua giấy nhám mày chà chừng nào nó trắng thì thôi. Đủ mắt live stream người ta mà cứ lên hỏi lồn em đen quá rồi sao, thì đen quá tao chỉ đó nha. Đi ra ngoài chợ mua 2-3 tờ giấy nhám về chà chừng nào mà banh con chim là con chim mày nó trắng ra nha. Muốn bán được nhà thỉnh phép gì inbox cho chị nha. Thôi được. Trời đúng rồi, thì nó hỏi chị giờ nó muốn chim nó trắng thì cưng chỉ sao. Đủ mắt live stream của người ta mà cứ vô, chị ơi em muốn chim trắng hộp gỗ còn em ơi 3 ngày nữa mới về nha em. Trời ơi chị thiệt, chị nản cuộc đời lắm. Đừng có đòi phép nữa, không có còn phép gì nữa đâu mấy má ơi, hết sạch luôn rồi. Mấy bạn thấy không, mình đeo nhẫn hồ ly cho nên chồng mình á làm bao nhiêu tiền á là trời ơi để mua đồ ăn ngon cho mình hết. Ngay cả trái dừa mình uống nha, chồng mình cũng mua cái loại dừa mắc nhất Việt Nam 40 ngàn một trái nha mấy bạn. To bơ phạm lừa đảo lừa con đĩ mẹ mụ nôi cha mày thằng mặt lồn. Đủ má mày cái số định mày cái số phận mày, tao nói thiệt nghiệp chướng. Giống như ba má mày á đẻ mày ra là chỉ cho mày có cái bộ não là mày gắn vô cho mày đầy đủ bộ phận nhìn là ờ đây là tao cũng có não, hiểu không. Trời ơi đủ má mày vô đây mày bộ mày nhìn mày không thấy hả, mày không thấy là chồng tao đem dừa cho tao uống hay sao mà mày kêu lừa đảo thằng mặt lồn. Bé Hiền, nếu mà Cưng đang trong hồ thị ha, Cưng đang hồ thị, Cưng thấy những cái comment mà chửi chị á, Cưng bấm chặn luôn. Ừ. Muốn bán được nhà inbox cho mình nha, tại vì mình cần phải biết cái số lượng nhà của bạn bán là bao nhiêu nha. Hùng, đứng dậy đấy chị không có nghe nghe. Để các bạn coi nè, trên nhà mình nè. Thấy không? Đốt quá.
tàn nhang rất là xoăn, la lớn là mới hiểu. Hương giao cho số điện thoại đặt nhẫn không bắt máy. Hương giao ơi, em cho số điện thoại em đặt nhẫn thì em phải bắt máy nha Hương giao. Nhẫn hồ ly là nói chuyện người ta nghe nha. Có nhiên nhiên kia trong giống rồi. Bỏ bắn thôi. Rồi thôi lại cho chị đi. Thôi miệng đi, thôi đây. Nè, bó nhang này là mình đang sử dụng luôn nha các bạn coi nè. Cái nhang là đốt với cái tàn rất là xoăn. Nhang được sư vẽ phép từng bó này, nhìn nè. Tàn nhang rất là xoăn nha. Chị ơi, ngoài cơ màu hồ ly còn mạnh hơn để người yêu về em sử dụng cho chị. Sáp đôi vàng, cái này là bộ đôi tuyệt vời luôn em. Sáp đôi vàng này bên trong nha. Ờ Diễm My, chị nói nhiều đứa cuộc đời nó nghiệp lắm em ơi. Nó không có phân biệt được nha. Nó không có phân biệt được cái dừa nào uống, cái dừa nào là sinh tố. Mình nói trái dừa này mắc nhất Việt Nam. Cái nó kêu hai dừa sáp 150 trái chị. Trời ơi, dừa quần què gì mà chị không có. Nhà chị đầy đầy đủ hết nha. Nhưng mà có điều, cái dừa này là dừa uống, các bạn hiểu không? Trái dừa này nè, nó trên này nó ghi nè, dừa xiêm tươi, ba đố. Dạ, chị Hương là alo cái ơi. Alo, Ajinomoto. Đó, cái dừa xiêm này là dừa xiêm nha, đó nè. Nhẫn hồ ly, nhẫn hồ ly. Út nhí nhảnh cho số thuê bao. Gì tôi là ai, nó comment gì vậy? Ai đã đeo mấy cái thứ này rồi, gặp hên. Comment mình coi thử vậy mà cũng tin con Hương. Con đỉ mẹ mày tôi là ai, tao nói mày nghe nè. Đến cả cái tên của mày nha mà nhìn cũng đéo biết mày là ai nữa, mày hiểu không? Nghĩa là mày là một người đéo có nem trong cái xã hội này, là một người đéo được tin tưởng. Còn về những cái phép bên tao mà khi ai mà tin tưởng rồi, ai mà thỉnh rồi là đều biết nha. Mình nói nha, ngày 14 này mình bay Thái, 16 mình về thì sẽ đem phép về. Còn hiện tại bây giờ là bên mình nè, thật sự không phải mình nói chảnh nhưng mà hộp gỗ hết rồi. Cái gì cũng hết, không còn cái gì còn hết nha mấy bạn. Chị ơi, may mắn trong đường học hành và sự nghiệp, em thỉnh cho chị mẹ quắt đỏ nha. Chị ơi, hàng em gửi chưa, em đặt tối qua. Nguyễn Thu Hương, em tên gì, ai chốt hàng cho em? Mình thử rồi cũng ok. Mình đảm bảo 100% mấy bạn thỉnh những hồ ly về. Nếu như không được thương, không được chồng mê mệt, mình hoàn tiền cho mấy bạn nha, 100%. Còn những hồ ly không bao giờ hết đó nha. Chồng ơi, ăn hạt ghẻ có chưa? Chị nói đúng chứ không phải cũng được. Đó các bạn coi nè, có người chồng nào mà thương mình tới mức mà hạt dẻ nha, ngồi lột từng hộp. Trời ơi, nếu mà không phải, gọi lại em đi Út Nhí Nhảnh kìa. Thiệt. Nếu mà á, trời ơi, nó gần nhắc kìa. Xanh nấm lột cái tô cô lên đường. Và anh lột cái kia nữa phải không? Ngon quá. 500 em đang chờ hển. Có ai chốt vô Nguyễn Thu Hương? Ra lên. Tâm Tâm Nguyễn cho số điện thoại gọi mà bắt máy. Ai? Tâm Tâm Nguyễn. Tâm Tâm Nguyễn ơi. Hải Anh ok, nhận hồ ly kìa. Ai chốt với chị Hải Anh kìa. Cái này. Hồng ơi. Hồng. Đấy chị mẹ viết 5 dòng luôn. Nè. Đây là điện thoại của chị Hương. Trên điện thoại của chị thì có hai thứ. Lúc nào cũng mang bên người hết. Một á là thẻ tài lộc. Hai là mẹ viết 5 dòng. Đây. Chị lúc nào cũng vậy nè, chị để mẹ viết trước. Sau đó là chị để thẻ tài lộc. Mỗi khi mà chị có cái chuyện gì đó xui xẻo hay gì đó, chị sẽ lật cái thẻ tài lộc qua chị đọc. Những hồ ly chợ thỉnh còn 500 nha. Đó, thì mình Hùng, cưng ghi chữ lên mấy cái thùng chưa? Hết giấy gì rồi Hùng? Hùng, hết giấy hả? Nhẫn bồ đi mà dèo. Nhẫn 5 vòng không có em. Chồng bình thường mình quá à. Ừ, nhẫn bồ đi thấy rồi, chốt chắc hết rồi hả? Nè, em đã thỉnh bên chị nè, nó comment chân thật nè, coi này nha. Em có thể thỉnh bên chị sống hồ đây nè. Chồng em đã quay về với em.
đêm nào cũng chịch một lần hai phát. Hộp gỗ lúc nào cũng có tiền. Trời ơi. Em nhắn lời gửi của chị tới chồng em hỏi chị không, hỏi sao dâm như vậy. Một đêm chịch hai phát. Chiếc túi đó đi ngủ rồi chị Mai. Trời mà. Thỉnh cầm bồ hồ ly về một đêm chịch hai phát. Bác Hàng. Thỉnh cầm bồ ly về một đêm chịch hai phát. Nhấn vào đây chị đang đeo nè. Trần Giang ơi, để số điện thoại ra đi Trần Giang. Bây giờ nha, cái combo hồ ly này nè chính là bạn Sunny Trần đã sử dụng và được chịch liên tục trong vòng 2 phát một đêm. Trời ơi, nó chịch em vậy em chịu gì nổi em Sunny Trần. Bé Hoa. Bé Hoa ơi, cái hộp phụ khoa của chị để trên đó rồi bé Hoa. Bé Mai kiếm trên mạng mày có thấy hộp phụ khoa chị không bé Mai? Cái này nó nghe là kiếm giùm em hộp phụ khoa đi. Đâu? Cái hộp sắp nói chuyện với em nè. Alo. Qua mới để đâu á? Trên bàn mấy mai cái gì á? Bé Mai hụt sắp nói chuyện của chị đâu Mai? Kiếm chị không hụt? Chị mẹ bé Mai ở chồng. Nè em ơi, chồng mà chịch liên tục một đêm hai phát không phải chị nói bậy nha, mà em phải sử dụng cho chị cái này. Cái này là viên phụ khoa. Không ai bé Mai gì chồng. Chồng là bé Mai đó. Bạn bé Mai. Combo hồ ly là cái này nha. Thỉnh dòng hồ ly để bạn trai luôn thương yêu. Chị ơi em muốn thỉnh dòng hồ ly để lên số điện thoại nha. Combo này đảm bảo 100% chứ bảo hơn. Trời em nhìn đi, người ta đã sử dụng. Người ta phát bát đó thì em nghĩ coi. Chị đâu có nói xạo làm gì. Cái này là combo nói chuyện thầy đã cho mình. Thì cái này á, khi mà mình hoa lên môi mình á, mình nói chuyện thì ai cũng sẽ nghe hết. Thầy cho mình hũ lớn, thầy có hũ nhỏ luôn. Hũ nhỏ thì giá của nó là nhiêu ta? Hũ nhỏ giá của nó là hình như là 600-700 ngàn gì đó. Tiệm thẻ tài lộc sử dụng sao vậy chị? Thẻ tài lộc á, khi mình để ốp điện thoại sẽ quay mặt con heo này ra ngoài nha. Quay mặt con heo ra ngoài. Ủa cái móc nó bị gãy rồi hả? Trong đây có cái móc nó bị gãy rồi hả? Anh chồng cái này là cái đồ nạn hả? Thắp đi, thắp bịch nó đi. Kệ có lạnh không, đưa chị lên thắp cho kìa. Em đặt mồng 8 quản lý mai chốt nhưng chưa thấy ai thấy gọi lấy hàng. Chốt rồi là ok nha. Những hồ ly còn nha em, những hồ ly đang chờ thỉnh nha. Chị lên đổ gác này giùm đi chị Linh. Đi từ đây mua ký 2 ký 3. Cái gì? Cái này hả? Cái này chợ thỉnh là còn 900 nha. Cái này là combo hồ ly 900 nha. Bạn nào đặt combo hồ ly để lấy giùm chị chữ combo hồ ly. Cái này nè là bạn Sunny Trần đã thỉnh bên chị 6 hồ ly nha. Những hồ ly còn luôn em. Em muốn đặt cái gì em cứ để lại comment giùm chị. Thẻ tài lộc này á là khi mình sử dụng mình để vô điện thoại để giống như chị nha. Quay mặt ra ngoài như vậy nha. Thẻ tài lộc chợ thỉnh giá còn 500. Thì mỗi lần mà mình có chuyện xui mình sẽ quay cái thẻ tài lộc này ra ngoài. Giá chợ thỉnh của cái thẻ tài lộc này là 500 ngàn nha em ơi. Những hồ ly có công dụng là thu hút tình cảm, thu hút chồng mình về phía mình, thu hút chồng mình cho có người khác này kia rồi nha mấy mày. Nghe nè mày. Này để dưới gầm đi, đừng có để đây, cái hùng gác không có để trên bàn thờ được. Để dưới gầm đi. Combo xuân hương xinh đẹp. Cảm ơn bạn Vũ, hôm bữa ra mà chưa có duyên ăn nữa. Rồi nha.
Em bán online mỹ phẩm hạng nặng, mua vòng bao voi với thẻ tài lộc bên chị chợ nổi không? Chị chợ nổi nha Nguyễn Thu Hương ơi. Nhưng mà chị nói em nghe, khi mà buôn bán hàng mà em muốn đắt khách là em phải dùng tới đèn cầy. Đèn cầy là cái cây đèn cầy hồi nãy đầu livestream chị có đốt đó. Thì đây, giá một chợ thỉnh một cây như vậy là 500, mà đang chợ thỉnh còn có 300 nghìn thôi. Nghĩa là khi mấy bạn hộp gỗ bên chị giờ hết hàng rồi, vài bữa nó mới có nha. Thì bên chị có hai loại hộp gỗ, hộp loại 800 và hộp loại 400. Thì cái này đó, thì khi mà mình dùng mình sẽ xé giấy ra nha mấy bạn. Xé giấy ra thì bên trong là cây đèn cầy có bùa của thầy vẽ khắp nơi. Cứ mỗi lần, mỗi sáng bạn dậy bạn đốt hai cây lên ngay hai cái bàn thờ, là mình sẽ giúp cho mình có đông khách, giúp cho mình ngày đó biêu ào ạt nha. Thẻ tài lộc em bỏ trong ví, ok em luôn, bỏ trong ví được luôn nha. Còn chị nói luôn, cái phép trúng số này nè, hôm bữa giờ rất là nhiều người hỏi thì giá của nó là 1 triệu. Mỗi ngày, mình mấy bạn thấy tại sao bên Hương mà nhiều khách họ trúng số trúng đề, không phải là Hương cho số nha. Viên đá nhỏ chị cứ nhìn cái comment mà em đang ghim của Sunny Trần là chị sẽ biết được có hiệu quả hay không nha. Còn em nói đây nha, muốn người yêu quay về thỉnh cho chị sắp đôi vàng với combo hồ ly nha em. Nếu mà nhẹ thì là combo hồ ly chờ nó, còn nếu mà nặng thì phải cần có thêm sắp đôi vàng. Còn chị nói luôn nha, cái đây là cái thẻ trúng số. Tại sao mà trên Facebook của chị có rất là nhiều người đã trúng số, bạn có thấy không? Tại sao hộp gỗ bây giờ hết sạch sẽ, không còn cái lột gì để cho em coi hết em ơi. Hộp gỗ còn không hụt? Hộp gỗ nào cũng hết hết trơn nha. Bán đồ chơi trẻ em, thỉnh cho em combo hồ ly đi chị. Combo hồ ly với lại một cái bộ tứ tài lộc. Thì chị nói luôn nha, hộp gỗ hết rồi nha Nguyễn Hoàng Linh Giang. Thì đây là cái phép nha, cái phép tài lộc. Cái phép này là phép trúng số. Bên mặt này là sẽ có ông thần nhị ca, còn bên mặt này sẽ là 4 cái cánh quạt. Mỗi ngày khi mà mua vé số mình sẽ quay mặt ông thần nhị ca ra nha. Bạn mới đắp, bạn đắp mặt nạ vàng khi nào với anh Dương Gạch Men? Mình nói cho bạn nghe nha, cái lễ đắp mặt nạ vàng bên mình nó chỉ diễn ra vào ngày 9 và ngày 10. Bạn tính đi, hôm nay là ngày 12, mới có 3 ngày rồi bạn ơi. Hiệu quả là từ 5 tới 17 ngày nha bạn. Một cái phép trúng số này là 1 triệu và hiện tại còn đúng 5 phép thôi. Alo. Alo, chị Hương đúng không ạ? Ai vậy? Ờ, em tới giao đồ với chị, có 331 không? Có, em tới đi. Dạ, xin chào, lấy giúp em tới này. Rồi, nhiêu tiền nha em? 375.000 chứ. Em giao cái gì vậy? Sáp thơm gì đó. Sáp thơm gì nha em? Thì đây lúc kia là sáp thơm, em chỉ biết sáp thơm thôi chị. Một hộp to. Sáp gì mà 375.000 ta? Chị không có đặt rồi em ơi. Ghi là một cái gì thép. Thơm gì? Thơm. Rồi, để chị coi. Anh ra kiểm tra giùm em đi coi phải bó hoa không? Nếu mà bó hoa thì lấy. Còn cái vấn đề nha, ok, cảm ơn bạn nha anh Dương. Còn mình nói nha, muốn có người yêu may mắn trong học tập, thỉnh cho chị bộ tứ tài lộc đi. Và cái vấn đề nè, nhiều người rất là thắc mắc là tại sao bên chị có những cái thẻ mà đi qua được xui xẻo, đi qua được cái bình an. Thì mọi người có biết không, trong cuộc sống của mình, chị Hương đẹp, cảm ơn Tú Nguyên, chị nói luôn nha, cái nhẫn hồ ly này nè, giá của nó là 900.000, chị đang chợ thỉnh bao nhiêu, chợ thỉnh là còn có 500 thôi. Chưa có, chị Hương đi Thái gì mà không? Chị đi Thái giờ sắp tới chị đi giờ hóa rồi. Cho giờ coi đây. Đúng rồi. Của em. Nhà trả tiền đi, mua chứ gì. Em mua em tặng em, tại vì mai tặng em mua tặng em. Thơm không? Như được. Chị đẹp nói chuyện đã nghe đã tai. Muốn người yêu quay lại thỉnh cho chị combo hồ ly đi em ơi. Tại vì cái bạn đó, cái bạn mà đang comment cũng là sử dụng combo hồ ly và người yêu đó quay lại đó. Không á. Lấy thẻ trúng số, ok. Viên phụ khoa là để đặt chim em. Và hiện tại chị đang hết hàng 2 ngày rồi mới có nha. Viên phụ khoa thì một hộp của nó vậy nè. Lại hộp thì chị đang sử dụng nè. Hộp của nó gồm 10 viên, sử dụng 10 ngày, dùng cho bị ngứa chim nè, hay là bị hôi chim, bị mọi vấn đề, nói chung là về chim, là mình sẽ sử dụng phụ khoa. Ok em, ơn vụ chị thấy rồi nha. Thẻ tài lộc công dụng là đẩy vận hạn đi rất là nhiều. Và bó hoa này nhiều vậy, 300 mấy dễ thương không?
cất này cho vợ đi. Này để chân như màn trang điểm của vợ á. Chồng cất cho vợ đi. Thôi chồng cất liền đi. Nhưng muốn chồng cất liền mà. Chồng lẹ đi. Chồng chị ơi, ơi. 6 giờ tối dặn được không chị? Được. Được đúng không? Chồng ơi. Chồng thương lắm. Đó thấy chưa? Nó lột hột dẻ cho ăn suốt đó. Nó đi cất qua đó. Thương lắm nha. Không em. Nến hồ ly có đủ ni hả chị? Tường Nguyễn. Cái đổ lộn không phải nến hồ ly, chị làm em bị liệu. Nhẫn hồ ly á thì nó co giãn nha chị, tại vì cái đuôi của nó được chạm khắc rất là tinh xảo, chị hiểu không? Mình có thể thâu ra bóp vô, thâu ra bóp vô theo ý của mình nha. Chồng em thương em lắm, mê em lắm thiệt. Trời ơi, em nhẫn hồ ly mê lắm, đúng không? Nhân viên em còn nói mà mê lắm, không bao giờ cãi em một cái gì hết. Hương ngấm nhẹo, nô không có. Trang yêu Trang LTT. Tại do cái hẹn của em nặng nha, cho nên mọi thứ nó bay từ từ. Combo hồ ly 900 nha Nguyễn Ngọc Hà. Những hồ ly chị thấy rồi nha, Nana Tina. Dòng mà tiền này mình hiện tại giờ chị đéo còn dòng gì không? Con không tin là không còn cái dòng mình luôn. Nói thể gì của Dương Ly, Lý Thắng nói gì cho. Vậy bữa không đi gì không xếp qua. Đang như thủy hả? Cái đó bán 700 ngàn á. Hệ chúng số Trần Minh Phương có ai chốt chưa rồi, có 5 cái rồi kìa. Nhân viên chị đông quá rồi, hết tiền rồi em. Thật sự á, đây là nói thì bé có tin không? Bé qua chị nói thì dưới cưng nha mấy bạn, chị không biết like cái gì luôn, tại vì không bóp cái lồn gì còn. Dòng năm dòng hết, dòng phong thủy hết, combo hồ ly gần hết, những hồ ly cũng gần hết. Đó thấy chưa, trời ơi, tao nói là thương lắm. Đi lên lấy chiếc nhẫn hộp sòi tỷ gửi xuống cho đeo nè, thương lắm, mê lắm. Tối nào ngủ cũng ôm chim ngủ hết á. Từ khi mà đeo nhẫn hồ ly vô chồng mình mê lắm. Đây nha các bạn, những hồ ly chị đang đeo, còn những hồ ly không Hùng? Còn. Còn mấy chiếc? Còn mấy chiếc à? 7 chiếc à? Nè những hồ ly. Sao đó em? Em móc đi, Trang LTT. Kinh doanh online, em hỉnh cho chị một, cho gì Hùng, cho vô một tứ tài đầu đi Hùng. Hỉnh cho chị một tứ tài lộc nha. Thỉnh thêm sáp đôi vàng chợ cho nó mạnh lực nha. Còn nếu em có điều kiện em thỉnh luôn những hồ ly với sáp đôi vàng là chồng em không quay về chịu hoàn tiền cho em nha. Đây, cái bộ tứ tài lộc. Tại sao gọi là bộ tứ mấy bạn hiểu không? Là bên trong nó gồm có 4 món. Mình nói rõ công dụng của từng món nha. Cái tờ đô được thầy sơn vép. Một cái lá mẹ quắc đại. Đó là mẹ quắc này. Và một cái đây, một cái lá giam nha. Một lá giam có một cái hầu bao. Người nào sở hữu được cái này trong buôn bán á thì nó giúp cho mấy bạn nha, sẽ là có khách đều, có rất là nhiều thứ, có khách đều, combo hồ ly viên đá nhỏ kìa. Để mình một chiếc hồ ly, để lại số điện thoại nha. Mấy bạn nào muốn mua cái gì cứ để lại số điện thoại là sẽ có hàng nha. Còn không biết có còn hàng không, nếu mà thấy được gọi là được chốt đơn, còn nếu được gọi nghĩa là không được chốt đơn, đó đơn giản vậy thôi. Chứ giờ mình không dám chừa hàng cho ai. Con khóc khi em thỉnh thấy em mình bóc cho chị tặng cho em thêm cái dòng em bé không tính tiền nha. Em thỉnh thêm cho chị bộ tứ tài lộc dòng ống chút còn không? Này nhớ còn cái mà mấy hiền. Ổng chưa? Còn cái đưa chị đi. Đây, dòng móng chút nè. Bữa bạn nào sốt sáng kiếm hương mới vừa lục lại còn đúng một chiếc nha. Đây, dòng móng chút. Chờ thỉnh giá 300. Bạn nào lấy dòng móng chút, bạn nào chưa có được dòng móng chút thì để comment nha. Mình nói sơ về cái công dụng của dòng móng chút cho bạn nghe nha. Cái dòng này thu hút tiền từ hai đầu vô, từ hai đầu này giữ chặt tiền và nó nhỏ lại gọn lại nha mấy bạn nghe không? Là không có cho tiền đi ra. Thì công dụng của dòng móng chút này thôi khỏi bàn cãi rồi. Mình về hôm bữa 1000 mấy chiếc nhưng mà hiện tại bây giờ còn có một chiếc duy nhất thôi. Bạn nào lấy dòng móng chút này, bạn nào chưa mà đợt like trước chưa có kịp
được mà nhận được cái sự chờ thỉnh của cô từ cái dòng bóng chốt này. Rồi hẻ trúng số, rồi Trần Minh Phương có chốt chưa vậy mày? Qua hiện Trần Minh Phương đấy. Rồi Trần Minh Phương có để comment nha, lát nhân viên mình sẽ đẹp lại nha. Đây, dòng bóng chốt này đang chờ thỉnh nha. Còn có 300 nghìn thôi, bạn nào mà chưa từng được thỉnh cái dòng này thì nhanh tay comment đi, tại vì nó chỉ còn đúng một chiếc duy nhất, hàng này không về nữa. Cô Hương bán hết biết bao nhiêu chiếc rồi, nhưng mà cái chiếc cô Hương vẫn giữ trên lầu cho cô Hương một chiếc. Tại vì đây chính là cái dòng mà giúp cho mình giữ tiền, giữ bạc và giữ lại rất là nhiều thứ. Cái vòng này đặc biệt rất là đẹp nha bạn. Chờ thỉnh của nó nè. Rồi em lấy dòng bóng chốt Thảo Ruby qua tô luôn. Hả? Bé mày bấm vào mượn số này 0935 7798 819. Dòng bóng chốt rồi hết luôn á. Chốt luôn đấy là ra đơn để cho nó qua tour luôn hết rồi. Có một cái màu rồi nè. Chị đôi cưng này cũng đương hùng đóng ra đơn luôn đi. Kêu tao ra đơn mày bấm mày bị đơn chứ mày đừng có chờ lâu lắm. Dòng bóng chốt hết rồi em, có một chiếc à. Một chiếc màu rồi. Nguyễn Thu Hương nến nó chỉ cần thưởng một cặp thôi, một cặp duy nhất thôi, rồi sử dụng được lâu dài nha. Đây bộ tứ tài độc, nó gồm có 4 món. Một món là cái tờ tiền thầy đã sơn, một cái mẹo quắc đại. Đây các bạn thấy cái này không, cái này là cái hầu bao nè. Khi mà mình có được cái phép này trong người, hầu bao này sẽ giữ tiền của mình, làm cho tiền không ra, giúp cho mình có tiền rất là nhiều. Chiêu lộc nha, tài lộc quấn quanh mấy bạn, hầu bao luôn luôn đầy tiền bạc nha. Đây là cái thẻ này rất là hay nha. Thì giá của nó một bộ tứ như vậy 1,7 triệu đang chợ thỉnh còn 900. Còn đây ba ông Phúc Lộc Thọ của Thái Lan nè, đang đứng đó bạn thấy không. Thì ba cái ông này đó là sẽ giúp cho mình có tiền tài lộc, phía sau là đó là những cái khung sắt này giữ tiền, là cho tiền vô được những cái lưới này rồi sẽ không bao giờ đi ra nữa nha. Thì giá của một cái bộ tướng này 900 và hiện tại đang hết hàng luôn nha. Mấy bạn ơi nhanh tay để đặt lại comment là bộ tướng tài lộc 1,7 triệu chợ thỉnh còn 900 nha. Dạo này người ta bán cung ma thông nhiều nhưng mà chị Hương không bán nữa em, tại vì em hiểu không, chị nói sơ cho mọi người nghe về phép Thái Lan nha. Thái Lan nó có hai loại phép là phép trắng và phép đen. Bên chị là phép trắng, tại vì nhà chị có chip, mấy bạn biết rồi đó, là chị không thể sử dụng phép đen được. Phép đen á, nó sẽ giúp cho mấy bạn giàu lên nhanh chóng, nhưng mà sau khi này mình sẽ phải nuôi nó bằng máu của mình, hoặc là bị rất là nhiều vấn đề về tâm linh. Còn về phép trắng như Hương, mấy bạn không sử dụng được vẫn không có vấn đề gì. Con em ngủ giật mình thì chú Quỳnh ơi, khi mà Thịnh nói xin thêm cái dòng em bé nha. Phép trúng số còn có 5 cái thôi nha. Để chặn thằng mặt lùn Lê Sàng ơi. Bộ tứ tài lộc thì giá là 900 nha. 1,7 triệu chợ thỉnh còn 900 nha. Có bán, có ship sang Hàn Quốc, phí ship là 2,5 triệu nha. Chị ơi giờ em thỉnh sắp đôi vàng và những hồ ly có chợ thỉnh không chị? Có em, những hồ ly là 900 đang chợ thỉnh còn 500 đó em. Còn sắp đôi vàng chị không có chợ thỉnh nha. Bây giờ ví hút tiền từ từ đi, tại vì chị đang hết hàng rồi, không có còn nữa nha. Cái phép trúng số này nè, chị nói sơ cho mọi người nghe nha. Mấy bạn nhìn kỹ trên cái phép này sẽ có ông thần Di Ca này, để mình quay nó hơi bị chói. Nè thấy không? Ông thần Di Ca nè. Mỗi lần mình mua vé số mình sẽ quay mặt nó, mấy bạn thấy ông thần không? Mình quay mặt ổng ra như vậy. Bắt đầu mình mua vé số ngày hôm đó mình trúng xong, bạn sẽ quay mặt ổng vô, quay bốn cánh quạt để cho ổng nghỉ ngơi. Và đặc biệt phép trúng số này nè, đã rất nhiều người trúng. Nhưng mà mình không dám đảm bảo là mấy bạn sẽ trúng 10 triệu, 15 triệu hay trúng đời 50 triệu hay là trúng được độc đắc, là mình không dám đảm bảo. Tại vì do là mấy bạn biết lý do như thế nào không? Tại vì do là mấy bạn trúng như thế nào là do cái cơ duyên của mấy bạn. Mấy bạn hiểu không? Mình chỉ trợ phép cho mấy bạn trúng, chứ mình không thể nào bảo đảm bảo mấy bạn nói là mấy bạn sẽ trúng tiền tỷ hay cái gì đó, mình không dám đảm bảo nha. Ok, những hồ ly rồi, chắc hết hàng rồi đó. Những hồ ly chưa thì hàng chị thấy rồi nha. Đây lộn, đưa lộn với những hộp sòn lên. Đây đang những hồ ly nha, đang chợ thỉnh nha. 900 chợ thỉnh còn 500 nha.
Làm bên vô tức thỉnh cho chị bộ tướng tài lộc đi em ơi. Cái này đúng không? Mà nói mấy bạn có tin không nha. Các bạn nhìn nè. Cái này trên lầu có một cái là để riêng cho mình. Nana Tina, mấy bạn đang chốt từ trên xuống dưới cầu bộ tứ tài lộc. Mấy bạn có thấy không? Có ai mà giống như Hương không? Tiền, đựng, mà đến cái bóp nó bung ra luôn nè. Tất cả đều là nhờ cái ví giữ tiền này. Mình nói phải mình xạo mấy bạn nhìn đi. Mấy bạn thấy không? Coi nè, hư mẹ cái bóp luôn. Lý do là tại sao hư? Tiền nhiều quá. Không có nói điêu bao giờ nha. Bóp mình lúc nào cũng vậy nè. Không bao giờ biết xạo nha. Bên trong cái bóp là luôn có hai miếng giữ tiền với cái bóp giữ tiền. Hai cái lá giữ tiền. Phép trúng số chợ thỉnh là còn chịu em ơi. Đây. Hai cái lá giữ tiền này đi kèm với cái bóp giữ tiền nha. Là 1 triệu, cái bóp giữ tiền này đang chợ thỉnh là còn 700. Cái lá giữ tiền, cái bóp này là bóp đẻ tiền luôn. Chứ không phải cái ví này, không phải ví giữ tiền em. Ví này là ví đẻ tiền. Từ khi chị xài nó, bắt đầu giờ tiền không có đựng đủ nữa. Chị phải đựng qua bóp bự, đựng phụ. Tại vì hiểu không? Bóp nhỏ đựng bung luôn. Phải đựng qua bóp này, mà cái bóp này công nhận nó đẻ tiền hay thiệt. Trời ơi, mà mấy bạn phải hiểu nha. Cái vấn đề ở đây không phải là mình để tiền vô xong cái bóp đẻ tiền cho mình, mà là nó đẻ cơ hội, nó đẻ tiền ở đâu nó tự nhiên để vô cho mình, lấy mình để vô nó hoài. Bây giờ bạn nhìn đi, có ai đời nhà giàu mà xài cái bóp mà bung luôn giống như mình không? Bung lý ra sao bung, người ta hỏi sao bung trời đổ má tức quá. Mấy bạn coi là tiền nó chèn bờ đê luôn đó, tiền nhiều quá, đó là do cái bóp đẻ tiền. Bóp đẻ tiền đang chợ thỉnh nha, chỉ còn không phải ví giữ tiền em, nó tên là bóp đẻ tiền. Cái công dụng của nó là nó đẻ ra tiền cho chị. Ngày trước á, khi mà chị sử dụng nó nha mấy bạn chỉ cần bỏ ít tiền vô thôi. Em chị gom cho mọi người coi nè. Bây giờ là tiền đô, tiền Việt gì nó loạn xạ mà hư luôn cái bóp luôn. Công dụng của nó là nó đẻ tiền. Chứ không có liên quan cái gì về cái vấn đề khác hết. Từ nha. Gì? Ai kêu ai? Chị mày nhắn tin Phụng đi. Đi, nhắn tin đi đi. Nhiêu tiền đâu nói nhiêu. Giờ kêu Phụng đi, Phụng đi. Nói bạn thấy không? Là gì nè, cái bóp này là nó đẻ tiền. Cho nên là ngày trước chị đựng nó gì nè, chị đéo có đủ chỗ đựng, mấy bạn hiểu không? Cho nên là chị phải sang qua bên đây. Cái bóp này nha, bảo đảm với mấy bạn 100%. Mấy bạn thỉnh về mà không đẻ tiền nha. Bộ tứ chịu tài lộc là 900 nha. Đó, mình đảm bảo luôn nha. Bóp tiền này chợ thỉnh là còn 700 nha. Chợ thỉnh là còn 700 thì cái bóp này rất là đẹp, rất là sang. Mình có thể đeo, mình xách gì nè mấy bạn. Thì bảo đảm mấy bạn cái màu đen này rất là dễ xài, đồ nào cũng hợp hết. Nhưng mà tại sao nó được gọi là bóp đẻ tiền? Tại vì trên đây bạn thấy không? Nó được vẽ những cái bùa này, những cái bùa này là những cái bùa chiêu tiền vô bạn biết không? Trời ơi, mình nói thiệt, mình đựng cái bóp này nó đầy quá. Cái mình sang qua cái bóp này, trời ơi, tưởng sao quá hả mấy bạn? Thiệt, mình không phải mình nói chứ. Tiền đô, tiền gì mình cũng có hết mấy bạn. Tiền Ugo, tiền USD, tiền què, khí đồ gì cũng có hết. Mua ví màu đen em ơi, mua cái ví màu đen này nè. Là đang chợ thỉnh nè. Chợ thỉnh là còn á hả, 700 ngàn mà bên. Đây nè, mình nhét hết tiền cho bạn coi, trời nó chật luôn nha. Chị Hương ơi, em bán online không chứ em thỉnh vào móng chút hàng đi đều đều. Nhưng em muốn đắt khách em thỉnh với chị hộp gỗ chiều gửi nha. Hàng đi đều đều nhưng mà muốn đắt khách nữa thì thỉnh hộp gỗ chiều gửi đi em ơi. Chồng ơi chồng, với số này chưa giò này, chồng giò coi có trúng số không chồng. Lỡ trúng cho nhân viên nghỉ bán chồng. Hả? Đóng đi chị. Đóng gì cơ? Hàng mới về hết chị. Đóng gì? Những hồ ly còn mà hổ. Trời ơi, đưa cho cả dòng luôn, cũng thấy không? Em qua bên kia. Ủa cười là cười sao mà mặt lộ? Nó đi chỗ rồi, kéo sợ. Sao hôm nay bỏ đứa để chị ở mày? Em ung vũ à, em thỉnh những hồ ly bộ tứ tài lộc, giờ thỉnh thêm bóp đẻ tiền nữa kìa mai. Ai bóp này gần hết rồi, còn một mấy cái à. Nhưng mà mình có nhiều cái mắc cười lắm, có nhiều bạn không biết á, cái hỏi chị á, chị Hương ơi,
bộ cái bóp nó đẻ tiền cho mình hả? Không phải mà đẻ tiền ở đây á là nó đẻ về cơ hội tiền bạc, tự nhiên nó làm cho mình có tiền đưa tới với mình. Để lên số điện thoại nha Thúy Trang, giá của nó chỉ có 700.000 thôi, đảm bảo nha. Tại vì phía sau bóp là thầy để là một cái bùa thầy vẽ nha, thì nó giúp cho cái hầu bao của các bạn luôn đầy vơi, các bạn thấy không? Bây giờ mình gài bóp là gài đéo cũng được luôn, sao gài nó bung bóp luôn nè, nó tiền nhiều quá mà. Đảm bảo 100%, những ai mà có tiền chị để lên số điện thoại đi Mimi, em chốt với chị luôn Mimi ơi. Đi đâu hả? Thúy Trang rồi, ok em thấy nha. Bộ tứ đài lộc từ 3 cho tới 17 ngày sẽ có hiệu quả nha. Em làm mà tiền đi ra hết không giữ được tiền, em thỉnh cho chị bóp đẻ tiền để nó đẻ thêm cơ hội thêm tiền ra cho em. Còn về tình cảm em thỉnh nhận hồ ly hoặc là combo hồ ly nha. Đúng rồi em, cái bóp này nè, bóp này không phải là bóp màu đen em ơi. Em muốn thỉnh em phải comment giùm chị là bóp đẻ tiền nha. Cái bóp này á nó có, nó là cái màu đen nhưng mà em hiểu không, nhưng mà em không được gọi là bóp màu đen, em phải gọi đúng. Khi mà mình thỉnh một cái gì mình tâm mình tin mình linh mình thờ thì nó mới về. Cái này gọi là bóp đẻ tiền. Bạn nào muốn thỉnh để nó giùm chị, càng ngày em càng đẹp nha. Trời ơi, nay nhìn em như con chó dòi vậy đó. Vòng bóng chút để trong ví được nha. Cái này gọi là bóp đẻ tiền nha. Chồng làm gì chồng? Hả? Bố đó của mày hả mày? Bố đó của mày rồi. Bóp đẻ tiền nha, bóp đẻ tiền này có một cái màu đen nha. Thì bóp đẻ tiền này công dụng mình đảm bảo với các bạn, thỉnh về là tiền nó cứ như vậy nè, nó là không có gài cái bóp được luôn, là nó chật luôn đó nha các bạn. Bảo đảm với mấy bạn về mình để tiền giống như bình thường mình sử dụng, như mình để điện thoại cũng được nè. Chị thỉnh hai cái bóp đẻ tiền rồi, ok mình để điện thoại nè, không kéo được luôn là chán ghê, chán nè. Đó, gán kéo hoài nó hoài đó. Ví dụ mình để điện thoại cũng được nè, để cạc visit của mình cũng được, thẻ ATM cũng được. Bên trong này nó có rất là nhiều ngăn. Và đặc biệt nha, 1992 rồi, ok 1992 thỉnh bóp đẻ tiền là đúng luôn nha. Ship đi đâu vậy chị Mimi, ship 50k nha. Cái nhẫn này nó có nhẫn thì chiếc nhẫn bên đây á, nhẫn bên đây không có ship nha, nhẫn bên đây là 1.5 tỷ nha. Bạn nào mua thì là 2 tỷ đó. Lá mèo quát đỏ với cầm bút chì mình để vào bóp được không? Được nha bạn Nghi ơi, lá mèo quát đỏ với cầm bút chì để vô bóp được nha. Đó thì chị nói luôn, cái công dụng của cái này nè là bóp đẻ tiền, mà làm sao cho nó đẻ tiền đó mày coi nè. Mình sử dụng nó xong bây giờ mình không có gài bóp được luôn thì nó mang về tiền rất là nhiều. Tiền từ đâu? Tiền bán hàng, tiền người này người kia đưa, tự nhiên giờ dồn vô cái bóp, tự nhiên mình không hiểu tại sao mà từ ngày á mà mình sử dụng cái bóp này á là tiền bạc nó về rất là nhiều. Và đặc biệt 900.000 mà chợ thỉnh còn có 700 thôi nha. Chợ thỉnh chỉ còn có 700.000 thôi, mấy bạn nhanh tay lên tại vì không có nhiều đâu. Mấy bạn cũng biết rồi đó, những cái đồ mà mình like á là nó không có còn hàng, nó gần hết không. Cho nên bạn nào muốn thì nhanh tay lên để comment giùm chị là bóp đẻ tiền nha. Bóp đẻ tiền và số điện thoại, chị đang chợ thỉnh còn có 700.000 thôi nha. Em bé hay khóc là khi em thỉnh em xin đi, bên chị sẽ cho em một cái vòng không có bán nha. Bảo đảm với bạn luôn. Ví này nam xài được nè, tại vì nó màu đen mà. Nam thì mình tháo không gian gì ra. Hai đơn đâu? Ở đâu á? Hôm qua Sài Gòn Tiếp có cái đơn mười mấy triệu. Ngày hôm qua Sài Gòn Tiếp có đưa cho nó cái đơn 10.300.000. Đi chưa? Gì? Ừ ý là hồi ghi chưa, tại đơn mắc lắm. Thấy em nha, bóp này chắc gần hết hàng rồi đó. Đây nè, các bạn coi bên mình đóng hàng liên tục luôn á. Là chồng để cho may ghi, chồng mà chồng đóng hàng phụ hùng quá trời hàng. Phải có điện thoại nữa. Cho em xin một vòng gửi kèm những hồ ly cho em. Để lấy số điện thoại đi em ơi. Em để lấy giùm chị comment là những hồ ly, dòng em bé và số điện thoại nha. Bùa làm ăn là em làm ăn về cái gì? Lê Thị Minh Hồng, bên chị cần phải biết em làm ăn về cái gì, về vấn đề mua bán hay là cái gì nha. Em cần thỉnh cái gì vậy Nguyễn Thị Hạ Thu? Chị thấy tất cả mọi người nha. Cái dây chị đang đeo hỏi dây này là dây amulet giá 1.700.000 nha.
Ok em nha Thanh Thu Phạm, gà bóp giải tiền chắc hết rồi quá. Không có nhiều, có được hai mấy cái à. Nhiều người hỏi lắm không dám like. Những ai á mà sử dụng cái bóp này, những hồ ly còn vòng em bé rồi ok Út nhá nhỉ. Chị đảm bảo luôn nha, những ai mà sử dụng bóp đẻ tiền mà không giàu, không đẻ ra được tiền như lời chị nói, chị hoàn tiền nha. Mấy bạn thỉnh 700, chị đền cho 700 triệu, chị đền gấp 1.000 lần. Đó là lời đảm bảo uy tín của chị. Tại vì á, nếu như nó không thực sự hiệu quả, không có ai mà bị khùng mà lại đi á hả, đánh đổi chỉ có 700 ngàn mà đền cho người ta 700 triệu. Em thỉnh được nha Nguyễn Thị Hà Thu. Em, người yêu làm ăn với gì vậy Thảo? Ruby Hùng ơi, Hùng cho chị hỏi cái Hùng cái kiến gì ở nhà kia đâu Hùng? Hùng không quay về chị hoàn tiền nha, cái kiến kia của chị đâu Hùng? Gần hết rồi, chuẩn hồi đi. Đây là cái bóp nè, rất đẹp. À, cái miếng vàng mà chị nhét cái này vô đúng không? Thì đây là lá giữ tiền. Thì chị nói luôn nha, khi mấy bạn mà muốn bỏ, cho chị hỏi cái kiến ở nhà cũ của chị đâu? Kiến nhỏ nhỏ coi mặt. Chị không có nhận được. Trong cái giờ cái bao giờ? Đây nha, chị nói luôn, cái này là lá danh phép giữ tiền giữ tình. Thì cái này là chính tay thầy vẽ, giá của nó là 500 ngàn một lá. Một người là cần có một cặp. Công dụng của nó là cái gì mấy bạn nhớ giùm Hương. Khi mấy bạn bỏ tiền vô trong cái này là mấy bạn phải bỏ giùm Hương là những cái tờ mà nó có cái số series đuôi á. Nè, ví dụ như số 33, 37, 38 thì đối với Hương đó là những con số may mắn nha. Thì mình á, đó thì mấy bạn ví màu đen mà, chỉ có màu đen thôi. Đó, bóp đẻ tiền em, chị thấy em luôn nha Nguyễn Ngọc Hà. Thì cái này nè, công dụng nó làm cái gì? Giữ tiền, giữ tình, làm cho mình trò má tiền. Chị Hương ơi, chị bán cho em một bóp lượng tiền phú quý, bóp lượng tiền giá chờ thỉnh là 700 nha chị. Ủa chồng, chồng phải có điện thoại chồng mới lên đơn được đúng không? Chồng mấy thời giờ? Dạ quan trọng nha. Chồng nghe dễ. Nè, mình cho mấy bạn coi thầy làm phép cho cái bóp đẻ tiền nè. Nè, thầy làm phép nè. Ủa lộn, bực lộn chồng mình hát. Không phải thầy làm phép, bực lộn. Tự nhiên bực ông Phúc hát lên. Đây nè các bạn, coi thầy làm phép, xin lỗi các bạn mình không có cố ý. Bực lộn, tự nhiên bực cô hồn cái đạn hát. Con để lâu rồi lộn. Nè, đây thầy làm phép nè, bạn nhìn nha. Bóp đẻ tiền, để số điện thoại, bóp đẻ tiền và số điện thoại nha. Nè, thầy vẽ từng cái bóp luôn nha. Còn á, về cái thẻ tài lộc là mình nói luôn, tại sao mà cái thẻ tài lộc bên mình nó luôn luôn bị cháy hàng là tại vì mấy bạn biết không, thầy làm phép cái thẻ tài lộc là mình nhờ đích thân, mình nhờ thầy làm luôn nha. Là khi mình đi tới với thầy là mình nhờ thầy làm, mình nói rõ cái công dụng của cái phép tài lộc cho bạn biết luôn. Còn đây là nước hoa sơn phép nè, thầy vẽ nè, bạn thấy không, thầy vẽ từng chai luôn. Cho chị danh nước hoa đi Hùng. Cái này là đổ về tình yêu may mắn nhiều nhiều. Cho chị danh nước hoa. May mắn tài lộc. Đây nè, cái nước hoa phép thầy đang vẽ bạn thấy không, thì giá là 1.4 triệu, công dụng là mang về tài lộc. Nhìn đi, coi clip đi. Đó thầy vẽ nè, chị
chị nói với thầy, thầy vẽ cho bạn coi từng cái nè. Cái nước hoa này khi mà mình xịt lên người mình nó công dụng là nó mang về tài lộc, mang về tiền bạc và trợ thịnh rất là nhiều cho mình những cái vấn đề trong cuộc sống này nha. Bạn cưng còn không mấy Hiền? Gì cũng hết vậy trời, thì tao bán này tao quải thì không có cái gì còn hết. Bạn mình kiếm cái thầy sơn thầy tài lộc luôn mất rồi đó. Nè, bạn coi cái clip mình nhờ thầy làm thẻ tài lộc nè. Chị, nói thầy giùm là làm phép cho may mắn cho 12 tháng của năm 2019. Người ta được may mắn, mọi chuyện được đi qua, không có bị không hiểu. Hạnh phúc, tiền tài, nhiều. Chắc là anh ấy không bỏ ra. Khó thăm, khó ông thưởng, phạt hay khu vực. Kiểu quá à. 12 tháng đều được may mắn. 12 tháng ขอ ให้ mình xúc đi tròn đến 12 tháng vì nà. Rồi cái xếp nếu. Chị nói thầy là sơn phép mạnh đi. Chi phí giùm lại thầy giống như là cho nó may mắn nhiều nhiều, cho nó lọc lá mạnh thì mạnh cho người ta có tiền nhiều hay là nhiều. Nó bỏ nghĩ, nó bếp được hả? Nó bỏ nghĩ. Đó, và đặc biệt nha bạn, cái trái châu linh hồn mới là cái thứ mấy bạn đang hối mình nhưng mà không có hàng nha. Thầy nói về trái châu nè. Cái này em có mẹ. Em có. Đó là rất rất là nhiều phép nhưng mà hiện tại bây giờ là bên mình đang bị hết hàng rồi, không có còn phép nữa nha. Cái vấn đề vậy là mọi người biết không, trong cuộc sống mình á, không phải là có tiền là có niềm vui và có nhiều thứ á, mình cần phải trợ lực thì mới có phép. Cái đó là lý do tại sao mà kẻ ăn không hết, người thì lần không ra, là do là mấy bạn không có biết cách, hiểu không? Khi mà mình biết cách mình thỉnh, ví dụ như bạn hãy thỉnh cho Hương, khi bạn chưa thỉnh thấy bên Hương, mình hãy thỉnh ngay cho Hương một cái bóp đẻ tiền để về đi. Mình thấy là tiền bạc nó đẻ ra tới cỡ nào, đẻ ra tới nỗi mình không gài được bóp, thì mấy bạn mới hiểu được cái nguyên nhân, mới hiểu được cái nguyên nhân. Trái châu là 1.2 triệu, hiện tại hàng đang về nha, thầy đang sơn gần trời tới rồi nha. Đó, mình nằm bóp về tiền, em thấy gì rồi nha, bảo. Chai nước hoa là trời hỉnh, thầy vẽ nha, nhìn cho kỹ. Thầy vẽ lên nè, từng cái chai luôn rồi, thấy không? Nhìn kỹ. Cái này nước hoa của Victor nha. Thầy vẽ nè. Nhen chị chợ thỉnh còn 300, nến chị chợ thỉnh còn 300 luôn nha. Thì đây nè, các bạn nhìn thầy vẽ lên chai nước hoa nè. Cái này là của Victoria, hàng chuẩn luôn. Một chai như thế này giá là 1.4 triệu. Bóp đẻ tiền đang chợ thỉnh là 700, chỉ còn có mười mấy cái thôi à. Ok, Long Xuân chị Hương thấy rồi nha. Nhân viên chị sẽ chốt hết. Kéo xích xuống bấm biểu kỳ vậy? Mình có lỗi vậy. Chồng bể xích xuống cho nó bằng hai cái bìa luôn, cái biểu nó mới đẹp. Hiểu không? May mắn nhờ học tập về tình duyên thành cái gì bộ tứ tài lộc đi. Nè, bóp giá tiền rồi, thấy không? Đó, mà thật sự mình không dám like. Tại mình không có hàng. Cái bóp này nè. Kể mai bóp đẻ tiền phường Tân Sơn gì, quận Tân Phú gì kìa. Chị ai đang chốt lại. Có ai thấy cái bóp đẻ tiền phường Tân Sơn gì, quận Tân Phú gì không? Đâu chưa coi rồi. Nguyễn Út. Bên Hương đang gọi nha, bóp đẻ tiền là đẻ ra tiền, đúng rồi nha. Nguyễn Út ơi, bạn cẩn thận coi chừng bị giả mạo nha. Cái số điện thoại nào gọi chốt hàng nhớ là bên mình, tại vì bạn comment địa chỉ lên luôn á, sợ coi chừng bị giả mạo á. Khi mà bạn nhận hàng mà nhớ kiểm tra giùm mình nha. Và bên tàu ghe thỉnh bồ tứ tài lộc với lại phép nằm dòng để đồ mạng nha em Thảo Nhi. Bồ tứ tài lộc với nước hoa nha Ngọc Chi.
chị có dùng sản phẩm về tóc. Chờ Thịnh bóp rẻ tiền ok Hồng Trần, chị chờ Thịnh cho em còn 700 nha. Những hồ ly chị cho em hỏi chồng em và em không ở chung đeo nhẫn này có tác dụng không? Chồng em và em không ở chung đeo nhẫn này có tác dụng nha bé Như Quỳnh. Tiếp viên karaoke Thịnh cho chị một cái combo hồ ly nha. Hộp mẹo quá có là 1,5 triệu nhưng mà hiện tại hết hàng rồi. Buồn què gì cũng hết. Buồn ghê. Bán hàng không được á. Thịnh cái chị ra bóp rẻ tiền cái một thứ thay đổi đi. Không ra. Có bộ hồ đi giờ Thịnh nó còn có 900 thôi. Em muốn chị tư vấn về con bồ đúng không? Ok. Cái combo này á, hồi trước chị Hương bán là 1,7 triệu. Công dụng nó là ví dụ như đi, mình yêu một người, nó chịch mình lâu năm quá rồi, giờ nó chán mình, nó muốn chịch con khác, nó bỏ mình. Trong cuộc đời này mà đâu có cái quy luật nào mà người đến rồi phải đi, đúng không? Thay vì mấy bạn ủ rũ, khóc lóc, đập đầu, năn nỉ, tự tử các kiểu, nó cũng đéo có quay về đâu. Mình Thịnh ngay cho Hương một cái combo hồ ly để chờ duyên cho nó quay về cùng mấy bạn. Thì giá Thịnh cái combo hồ ly này chỉ có 900 ngàn thôi, mà sẽ làm cho cái thằng đó mê mệt quay lại. Cái combo hồ ly này nè, là một cái combo mà chị sử dụng xuyên suốt không bao giờ bỏ. Hiểu không? Chị sử dụng xuyên suốt luôn. Bóp đẻ tiền giá là 700, bộ tứ tài lộc giá là 900. Ok, chị thấy tất cả mọi người ai đặt cái gì cứ để lại comment đi. Có tác dụng với em Nguyễn Hà hỏi hả? Thịnh có bồn hồ ly tắp đôi vàng và những hồ ly đà lịch à. Nghe nè Hiền ơi, em ăn bao nhiêu đó thì em ăn bao nhiêu đó. Bạn Kim em ơi, đưa cho các bạn nè. Để em ăn nặng mấy. Bóp màu đen với lại bạn Kim. Ăn đi mốt quẻ. Chồng nghe lời Thịnh combo nói chuyện chồng 2 triệu đi em. Không, cái này đóng hàng đi không? Một ly. Cái này tôi tính tiền có không chị không? Hết rồi. Không, gỗ gì giờ có cái lồn vậy? Có lấy hết mẹ rồi. Hết tiền Hiền đang làm vậy gì Hiền? Ok mấy bạn Thịnh cái gì cứ để lên số điện thoại rồi tên món hàng thôi, một chút bên nhân viên chị sẽ gọi chốt đơn. Cái này nha là cái combo chồng nghe chồng yêu, giá của nó 2 triệu và chị chỉ có được 27 cả. Combo chồng yêu đây, nó gồm có một cái thủy tinh tình và một chai dầu thơm tình. Cái này thơm cực kỳ luôn nha mấy bạn, thầy vẽ phép trên trong này thấy không, cái nước này là nước vàng. Có không đúng làm nail hả, mà hiền đang làm đang mở tiệm ngoài đó luôn hả, thấy không? Bóp rẻ tiền rồi chắc hết, bóp rẻ tiền ba hãy đóng rồi mà. Rồi bóp đẻ tiền chị thấy rồi nha. Khi nhận hàng sẽ có sử dụng nha. Qua đi quanh. Khi nhận hàng sẽ có hướng dẫn sử dụng nha. Sinh năm 1997 tình duyên lận đận làm gì cũng giật cuộc hết. Thịnh cho chị bộ tứ tài lộc nha. Sắp thi đại học Thịnh cho chị mẹ VIP 5 vòng. Đòi nợ mà số nợ em là bao nhiêu, chị cần phải biết số nợ thì mới biết được cái giá trị tiền Thịnh là bao nhiêu.
Còn cái này nha, là combo nói chuyện chồng nghe giá là 2 triệu. Combo này rất là mạnh và đặc biệt mình chỉ có được rất là ít. Không có dám giới thiệu nhiều nên cất vô. Gì mày? 1992 Mạnh Kim. Mạnh Kim hôm nay xui lắm. 1984 thỉnh cho chị thẻ tài lộc với lại nước hoa phép đi em. Để cho có tiền trong năm nay nha. Chứ 1984 từ đầu năm tới giờ thấy cũng chật buộc làm ăn cũng được. Đường 7 ra nó đóng lên. Có đường, có đường vô bụng chưa? Mai chăn nuôi mua bán chăn nuôi gì em? 1995 từ đầu năm tới giờ cung mạng mình cũng tốt nhưng mà nó chưa có được thuận lợi như mong muốn. Nghĩa là em vẫn tốt nhưng mà tốt theo cái kiểu như chị chưa có gọi là ok lắm. 1993 Mạng Kim từ đầu năm tới giờ em rất là xui nha, không có làm gì được hết. 1993 năm nay cường thỉnh với chị nước hoa phép với lại thẻ tài lộc. Nước hoa phép và cái này với thẻ tài lộc. 1988 rồi mạng mộc, nhưng mà từ đầu năm tới giờ tiền ra cũng rất là nhiều, em thỉnh lên cho chị một cái bóp giữ tiền đi, bóp giữ tiền này giá chờ thỉnh nha 700. Nuôi gà hả em thỉnh cho chị hộp gỗ nha. Giờ đang hết hàng em cứ đặt đi rồi bên chị ghi order. Tới chừng có hàng gọi lại cho em muốn chốt thì chốt, cũng không thì không. Chị còn làm nút cùi mà. Cái gì? Nhiều không? Mày hỏi chị nhỉnh bạn em đi. Nhiều mới qua. Là nhiều không? Ủa hoài. Không biết nhiều không? Nó nghe hôm bao gì vậy chị? Màu đen đi em ơi, Kim Nguyễn. Đấy áo quần online năm nay được nhưng mà fan nha, từ qua khoảng tháng 2 mới đầu tư nha. Dạ, alo. Dạ, 1997 Màn Thủy, thỉnh cho chị bóp đẻ tiền đi. Tại vì cái bóp này nè, công dụng của nó. Nó đẻ tiền, đẻ cơ hội. 1975 1952 thỉnh cho em bộ tứ đại lộc với mẹ VIP 5 vòng nha. Nói chung mà những ai hỏi em á, thì khi em nói món hàng thỉnh ra xong á, thì cứ việc nhắn tin cho quản lý em nó lấy hàng cái món đó là sẽ được. Có đơn không mày? Cái nói chuyện gì mình khó chịu lắm. Chị ơi, đồ chăn nuôi gà có đó chị để số điện thoại đi, thỉnh hộp gỗ chị. Chị nhắn tin cho anh em sẽ cho chị thỉnh hộp gỗ á. 1998 thỉnh bóp rẻ tiền với bộ tứ tài lộc đi em. Cái gì mà nhắn sải không vậy? Like là mệt rồi. Chị tên là Nguyễn Ngọc Hà. Những hồ ly chắc hết hàng, mà những hồ ly còn không mấy mày? Chị đang nhận tiếng đó, bóp đẻ tiền. Còn chị ơi, những hồ ly còn nè. Chị ơi, nhắn tin cho hello.
Ai chia sẻ là Facebook Hồ Xuân Hương giùm chị cái đi. Qua tháng 2 âm lịch nha em. Mình nói luôn, có nhiều người họ không tin, nhưng mà bên mình á thì ai tin thì tin, không tin thì thôi. Tại vì thật sự á, mình đang giúp cho rất là nhiều người, và hiện tại cái lượng hàng của mình nhập liên tục mà không có đủ, không có đủ cho các tính làm. Dạ thì hàng ngày chị bỏ tiền vô, chị sử dụng từ từ thì cái bóp nó sẽ giữ tiền cho chị nha. Để tiền để cơ hội. Để tiền để cơ hội cho chị nữa. Dạ đúng rồi. Lấy giữ tiền, lấy hành giữ tiền, giữ tiền. Dạ không, chị riêng chị nha. Dạ chị... Lấy giữ tiền là 500 một lá. 500 một lá. Thỉnh một lá cũng được. Còn ví là 700. Vậy chị ẩn thế nào hả chị? Vì bên em đang gần hết hàng, chị không chốt á, chị gọi lại là không gọi. Gần hết hàng hả chị? Thì cái bóp đẻ tiền này chắc hết rồi đó. Mấy bạn khỏi comment nữa đi. Nhiều quá. Đi đại đi anh. Đúng rồi. 1993 tí nị neo ly. Em thỉnh cho chị bóp đẻ tiền với bộ tứ tài lộc nha. Có đơn với chùa chưa có linh hay đơn nha. Hay đơn luôn, ngày nào cũng chưa hay đơn. Hay đơn thôi nha. Cái gì? Cũng coi. Cái trường nhiều của sinh tật á. Giống mày á. Đúng rồi. Ghê. Em không thỉnh ví tiền, em thỉnh lá giữ tiền được. Em không thỉnh lá. Cái ví này là ví đẻ tiền, còn cái lá thì gọi là lá giữ tiền, lá danh giữ tiền. Bạn nào muốn thỉnh lá danh giữ tiền để lấy giùm chị chữ. Mấy mày chia sẻ ủng hộ Xuân Hương vô. Chia sẻ ủng hộ Xuân Hương chị cái đi. Nó cuộc đời nó nghiệt ngã lắm nha. Có nhiều bạn mà không thích thỉnh bóp đẻ tiền. Nếu mà bạn nó đã có tiền rồi thì mình chỉ việc thỉnh cho Hương cái lá giữ tiền. Lá giữ tiền này do thầy vẽ nha. Giá là 500 ngàn một lá. Bạn nào thỉnh một lá thì cứ để comment là một lá và số điện thoại. Bạn nào thỉnh hai lá thì cứ để là hai lá và số điện thoại, là bên Hương sẽ biết gọi điện thoại chốt nha. Bộ tứ tài lộc tí nị neo ly. Ok, em thỉnh trước bộ tứ tài lộc đi. Rồi khi mà mình về công việc, mình về nó tiền bạc nó về, mọi thứ nó đổ ập lên đầu mình, thì lúc đó em mới thỉnh tiếp thêm nha. Ok, tí nị neo ly. Chị nói luôn nha, cái lá giữ tiền này 500 là một lá. Bạn nào thỉnh lá giữ tiền để comment giùm chị là một lá và số điện thoại. Thỉnh hai lá thì để hai lá và số điện thoại. Riêng bản thân chị là chị để hai lá, còn bạn nào không có điều kiện mình thỉnh một lá vẫn được. Giá của cái lá giữ tiền này là 500 nghìn một lá nha. 0938133366 số điện thoại nhân viên bên chị nha. Mimi số điện thoại nhân viên bên em nha. Em bán hàng online, thỉnh cho chị nến đốt tài lộc nha. Hôm qua trước cửa lấy cái nến tài lộc của chị vô hùng. 1985 thịnh bóp đẻ tiền được nha. Tiền Nguyễn, tại vì nó đẻ cơ hội đẻ tiền ra nha. Nè, khi mà cái nến hút khách nè, mấy bạn đốt hết, bạn thấy không? Là nó sẽ còn lại như vậy. Cho vậy miếng giấy khăn giấy lên. Gì vậy? Cho chị cái khăn giấy lên. Trượt chén cho đẹp. Rồi nha. Bây giờ phan dòng con voi. Mình còn hai cái, bạn nào lấy comment nhanh giùm mình là dòng con voi và số điện thoại nha. Từ từ. Đợi gì xíu. Bật đi. Đây nè. Trong lúc là trường phòng.
Trong lúc live stream là mình cứ bật cây nến lên nha. Vòng con voi này chỉ có 2 cái, chờ thỉnh là còn 500. Bạn nào lấy comment giùm chị là vòng con voi. Đó, thì nè, khi mình đốt cái đèn cây nó hết rồi, với hôm qua ngày sau mình cứ việc đốt cái chén lên như vậy nha. Xài sử dụng tiếp, 2 cây nến này sử dụng được tầm hơn 1 tháng nha mấy bạn. Nó cứ đốt vậy sử dụng, không có vấn đề gì hết. Thì giá là 300.000 một cây, mình cứ đốt mình sử dụng thôi nha, không vấn đề gì hết. Còn bây giờ nha, vòng con voi sáp hồ ly giá là 900. Vòng con voi mà bạn nào chưa thấy á, Hùng hỏi tắt đi Hùng, đốt hết cây được rồi Hùng. Lá danh giữ tiền kết hợp được với dòng móng chút rất là tốt nha em Hùng ơi Hùng. Rồi Nguyễn Thị Thu Hiếu một dòng con voi, mấy mày thấy chưa? Ai đang chốt dòng con voi thì mấy mày vô lại cái đi mấy mày. Dòng con voi kìa. Chốt cho xong. Một dòng con voi Lữ Tiết Thanh rồi hết luôn nha. Thấy không mày? Hai người rồi đúng không? Đó Nguyễn Thị Thu Hiếu đó. Hai người ghi số điện thoại này đi. Rồi nè, đưa nè, đưa cưng nè. Hai dòng hết luôn nha, hết dòng voi rồi. Dòng đang ăn gì nữa, đang lo ra nữa hết rồi. Qua đi. Alo chị ơi, chị đặt con voi bên chị không? Dòng con voi hết rồi em. Xong chưa? Bóp đẻ tiền đang chờ thỉnh là còn 700 nha. 1986 thỉnh cho chị bộ tứ tài lộc với bóp đẻ tiền được nha. Nhiều người hỏi cái dòng vàng này mình đang đeo nè, thì cái dòng này là dòng đa năng, giá là 1.700.000, chợ thỉnh nó còn 1.000.000. Cho chị cái hộp dòng đa năng đi Hùng. Dòng này đeo không bị đen, đeo nha. Những cái tim này nó hấn lọc, hấn tiền rất là nhiều, chợ thỉnh cho mọi người nha. Ngu bỏ vô hộp đóng lại. Nhà mới em. Đúng rồi, nhân viên bên em nha chị ơi. Số điện thoại gọi là nhân viên bên em nha chị My ơi. Đó, thì đây chị nói luôn nha, dòng đa năng này giá là 1.700.000, chợ thịnh nó còn 1.000.000. Và chị chỉ có đúng 10 chiếc thôi, không có nhiều đâu. Đây là dòng đa năng nè. Hồ Ly ngậm ngọc, em cứ để lên số điện thoại đi Nguyễn Nhi. Rồi có hầu vài bữa hàng về chị chốt cho. Mua mẹ quắc không được nha Nguyễn Ngọc Ngọc Quyên. Mẹ quắc giá 500 nha em. Bộ tứ tài lộc 900, bóp đẻ tiền 700, em lấy 2 cái thì là 1.600.000. Rồi 2 đến 3 ngày tới nha chị. Rồi em cảm ơn chị. Chị cứ hỏi em đi, em để lời cho em tư vấn nha. Ăn đồ nóng quá luôn. Hồ Ly ngậm ngọc để lên số điện thoại đi Nguyễn Nhi, hàng về chị ship cho, hình như là về đợt này thì làm thêm có 10 cái à. Sáp Hồ Ly bên chị là 900 nha. Làm số đề mà thua hoài thỉnh cho chị cái này nè. Số đề mà thua hoài thỉnh cái này là bảo đảm trúng triền miên khối lượng. Phần nhị cao VIP giá 1.800.000. Phần nhị cao VIP nha. Làm số đề mà thua thỉnh phần nhị cao VIP về trúng triền miên khối lửa giá là 1.800.000. Bảo đảm với các bạn. Làm số đề thua thỉnh đi về mà không trúng thì hoàn tiền lại gấp 100 lần. Rồi Hồ Ly ngậm ngọc kìa Nguyễn Nhi rồi bé Hiền ơi. Hồ Ly ngậm ngọc rồi, để nó sẽ ngồi chiều thấy lát nó sẽ có người chứ. Này. Ê. Hồ Ly ngậm ngọc cái mai chốt giùm kìa. Hồi bóp đây tiền chắc hết rồi, không biết còn tới lượt anh hay đi không nữa. Tại vì gần hết rồi. Mà cái bóp này công nhận hang thì mấy bạn. Công nhận hang thì thịnh cái bóp này về. Tiền nó đẻ ra tiền, cơ hội nó đẻ ra cơ hội. Kiểu như là tiền nó định tiền á. Tại vì ngay cái bóp này nè, thầy vẽ những cái bùa. Công dụng của bùa này là gì? Bùa này là thu hút khách, thu hút tiền, đẩy vô bóp, đẩy vô bóp, đẩy lực vô bóp. Cho nên khi mình thịnh cái bóp này về, nó là màu đen, nó rất là dễ sử dụng. Mặc đầm, mặc ví, quần sọt gì đó cũng đeo được hết nha. Em thịnh cho chị bóp đẻ tiền đi Mai Thị Ngọc Trâm. Thì công dụng của nó là thu hút tiền bạc về nha. Và giá đang chợ thỉnh nha, còn có 700.000 thôi. Đây là bùa chính tay thầy vẽ vô nha. Chính tay thầy vẽ nhận đa năng hết hàng nha em. Nhi Võ ok, bóp đẻ tiền màu đen luôn nha Nhi Võ.
Rồi đó thì chị chở thỉnh cho mọi người là giá còn 700 đó chứ thật sự là hết hàng luôn rồi. Không có còn nhiều đâu. Anh Phúc Vinh đi đâu vậy chị? Bóp, bóp đẻ tiền giá chợ thỉnh là 700 nha. Chốt đơn rồi thì là ship rồi đó em ơi, có ai chốt đơn cho em chưa? Chốt đơn rồi là bên chị ship rồi đó. Trừ khi ở tỉnh thì em chưa nhận được thôi, tại vì bị dướng thứ bảy chủ nhật nè. Bóp đẻ tiền Harry Mai rồi, ok, cho bóp đẻ tiền luôn Harry Mai. Ok em nha Nguyễn Thị Thu Hiếu. Đinh Ngọc Trâm, ok, rối lát chị kẹp cho cái Mai ơi, hãy con xem qua một cái mương chưa. Rồi rồi. Lấy bớt 700. Con do đúng không chị? Giá đồ kêu 1.800.000 không có chợ thỉnh nha Cathy. Phép nó mạnh lắm. Chị thỉnh thôi, còn con voi với lại Nhi nha. Nhi vỏ em thỉnh cái gì vậy Nhi vỏ? Mình có thành phép vấn đề rồi, rất linh luôn đó chị Hương. Nói chị nói là phép bên chị linh lắm. Họ nào? Bạn nào mà biết là thành phép bên chị rồi là linh lắm. Bán quán nhậu muốn đông khách đúng không? Em thỉnh cho chị bộ tứ đại lộc với lại hộp gỗ đi. Nhi bỏ đây số điện thoại luôn em ơi. Đây có cục điện. Những đang không về hiền nha. Dây chị đang đem là dây amulet. Dây này là nhiều người đã trúng số, là trúng độc đắc rồi, mà lãnh trúng 17 tỷ là nhờ cái dây này luôn nha. Nói chung là dây này ai đeo hạp với nó, có duyên với nó thì rất là tài. Muốn người yêu quay về thỉnh cho chị combo hồ ly hoặc mạnh hơn thì sẽ là sắp ở vàng, mạnh hơn nữa là kết hợp hai thứ. Cầu tình duyên thịt có bồ ly đi em. Muốn chồng yêu thương giống như chị nè, đeo những hồ ly đi, 500.000. Muốn chồng yêu thương đeo những hồ ly đi. Nhi vỏ ok, bóp lẻ tiền bên chị chốt cho nha. Những hồ ly. Alo chị ơi, chị bóp lẻ tiền đúng không? Bóp lẻ tiền còn chắc hết luôn rồi. Thỉnh bóp đẻ tiền đi. Thỉnh bóp đẻ tiền những hồ tứ tài lộc để cho buôn bán đắt nha. Tiền xếp 50 như vậy thôi. Em biết tên nào đó. Rồi em họ tên của chị trước đi. Em đang mua khóa cho em. Chị Cẩm Nhi ngày tháng năm sinh. Ông Phúc đi đâu rồi Hùng? Có điện thoại. Hả? Đi đâu? Đi đâu biết đâu. Mình ra trước rồi còn không rồi. Mùi Nhi đi đâu rồi? Chị Cẩm Nhi đúng không chị? Thỉnh có một hồ ly nha Nhi Hà. 0907 359. Chị tên là Đại Trợ. 69 rồi đi chị. Chợ Đường Thét. Kim Phụng thỉnh mô tứ tài lộc đi em. Em đem gì vậy? Bán khô thỉnh cho chị hợp gỗ với mô tứ tài lộc. Rồi. Tháp 10. Rồi ok chị. Đây là quản lý Mai đã chốt hàng cho chị nha. Chưa? Dạ, chị qua. Dạ. Dạ. Em là quản lý này.
muốn nắng đánh đề ăn thưởng thức trúng số hoặc đánh đề viết cũng được. Ok nha Vũ ơi, hôm nào có dịp make up livestream nha. Bye bye mọi người nha, mình đi ăn cơm.